cho cây sầu riêng mà hiệu quả nhất và không bị kiệt sức cây sầu riêng. Cái thứ nhất, yêu cầu thứ nhất là bà con bón nhiều phân hữu cơ để tạo cho bộ rễ nó khỏe mạnh. Thứ hai, chúng ta trồng thưa, chúng ta thường xuyên thăm vườn vào buổi sáng sớm để chúng ta phát hiện bệnh và xử lý kịp thời. Cái thứ ba là khi cây đủ 3 cơ đọt mới, chúng ta mới xử lý nghịch vụ. Cái thứ tư là chúng ta phải quan trọng là chủ động được nước nè, không để nước trong vườn quá cao vào mùa mưa. Đang cho mình nước chúng ta yêu cầu đủ được. Cái thứ năm là xử lý bệnh suy mủ bằng cách tiêm thuốc vào thân, tưới gốc, phun lên cây. Và thì cái việc tiến hành các bước như sau á, mình hướng dẫn bà con á, trước khi thu hoạch khoảng 10 ngày á, thì chúng ta nên bón mỗi gốc khoảng 5 kg vôi. Và sau khi thu hoạch là tiến hành tỉa cành sâu bệnh hại, cành vô hiệu hóa. Sau đó chúng ta bón mỗi gốc tầm 10 kg phân hữu cơ, cơ Dimamix cộng với 1,5 kg DAP cộng 0,5 kg hỗn hợp dinh dưỡng. Rồi sau đó chúng dùng cào xẻng và xới đất và cho phân chuồng xuống, tưới nước đều. Sau từ 10 đến 15 ngày chúng ta bón 1 kg NPK 20-10-10. Tiếp đó chúng ta tiêm vào thân và tưới gốc cái Aripot để ngừa bệnh xì mủ. Sau đó chúng ta phun qua lá NPK với tỷ lệ là 20-10-10 cộng GA3 cộng với cái Trafos để kích thích cây ra đọt non. Mà khi bị cơ đọt non thứ nhất á, già có màu xanh đậm á, thì chúng ta tiến hành bón mỗi gốc tầm 2 kg NPK 15-15-15, thì chia làm 2 lần bón cách nhau từ 10 đến 15 ngày. Khi mà cơ đọt thứ hai già có màu xanh đậm á, tiếp theo chúng ta bón mỗi gốc tầm 1,5 kg NPK 9-25-17 với cộng thêm 0,5 kg Natribo. Và tiếp theo khi mà cơ đọt thứ ba nhú đều á, thì chúng ta bón thêm 2 kg DAP cộng với 0,5 kg, thời phun phun lá siêu lăng cộng với siêu kali hai lần cách nhau tầm 7 đến 10 ngày, thì kết hợp với thuốc phun từ rầy. Mà khi đây quý nè, khi mà lá non á nó nở hoàn toàn thì chúng ta tiến hành phủ mũ toàn mạch tiếp và phun thêm cái bát lo cala gió ướt đều mặt trong của lá theo nồng độ khuyến cáo, bơm cạn nước trong mương phun đều lên lá tỷ lệ là 10-60-10 cộng với cái MX3. Sau 7 đến 10 ngày chúng ta phun siêu lăng siêu kali để giúp cho tạo mầm hoa tốt và kích thích ra hoa. Rồi sau đó chúng ta xử lý cái bát lo Plumia 20 ngày á, để gặp thời tiết thuận lợi cây sẽ ra hoa. Và mình cam kết bà con khi mà cây ra hoa khoảng 80% á, thì dở mũ tưới nước vừa phải và bón mỗi gốc thêm 5 kg phân Dimamix để ngâm qua đêm, bóp nhiễm và hò với nước tưới bón gốc rồi xới nhẹ, không kích thích cây ra đọt non trong thời kỳ này. Và phun thuốc từ sâu bệnh hại tầm 10 ngày một lần thì chúng ta thấy cái hiệu quả của cái việc kích thích bông cho cái sầu riêng thái rất hiệu quả. Mà khi trái bạn quả trứng á, chúng ta tỉa trái bón mỗi gốc 1 kg NPK 12-11-18 cộng 0,5 kg Nitrabo với cái tiêm cái Aripot và tưới gốc để ngăn ngừa xì mủ thân và thối trái. Thì đây là toàn bộ những cái kỹ thuật mình hướng dẫn bà con về cái việc mà làm cho một cái sầu riêng trái vụ nó đạt hiệu quả cao. Đây là cái phương pháp mình áp dụng với cây sầu riêng này. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.
Thank you.